Sau nhiều năm kiên trì canh tác theo phương pháp hữu cơ, tháng 8 năm 2023, các loại rau ăn lá, rau ăn quả, đu đủ và ổi sản xuất tại nông trại Sunmark ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC Global cấp giấy chứng nhận hữu cơ. Để đạt các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ, chủ nông trại đã đầu tư cải tạo đất, lắp đặt hệ thống nhà lưới, tưới tiêu hiện đại và ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất theo quy trình tuần hoàn. Để tạo dựng được những cái sản phẩm hữu cơ này cũng là một quá trình rất là gian nan và vất vả. Thì hầu như tất cả mọi cái phân bón đây là cái giống với những cái sản phẩm hữu cơ hết, không có cái sản phẩm nào là sử dụng cái chất hóa học. Trái ngược với canh tác thông thường, canh tác hữu cơ bền vững hơn cho tương lai vì nó thân thiện với môi trường hơn và ít phá hủy đất đai hơn. Các trang trại hữu cơ sử dụng các biện pháp nông nghiệp bền vững như duy trì luân canh cây trồng, sử dụng vật nuôi để biến cỏ dại thành đất giàu dinh dưỡng và cây che phủ, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng hóa chất mang đến các lợi ích đối với sức khỏe và môi trường cho người tiêu dùng, người sản xuất và cả cộng đồng. Hướng sản xuất của công ty Hùng Cường thì nó là khẳng định là môi trường đảm bảo, nó an toàn cho những hộ dân sống xung quanh, tạo cái việc làm ổn định cho người lao động, là cái mô hình để mà nhân rộng cho nhân dân trong xã. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có tập đoàn TH và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả. Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hữu cơ bước đầu khẳng định được thương hiệu, giá trị, được người tiêu dùng đón nhận, mang lại sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân. Từ đó, phong trào nuôi trồng hữu cơ phát triển nhiều ở các địa phương, đơn vị. Nếu mà làm đúng thời vụ của nó thì khoảng 1.000 mét vuông mình có thể thu hoạch được khoảng tầm 4 đến 5 tấn ớt chuông, bán khoảng từ 60 đến 70.000 một ký, tương đương với khoảng tầm 240 triệu cho 1.000 mét vuông. Mặc dù giá cao nhưng mà thị trường vẫn đón nhận rất là tích cực. Khi sản xuất lúa hữu cơ của đơn vị chúng tôi thì đã sản xuất được 3 vụ. Tôi nhận thấy là đối với cái phương thức sản xuất hữu cơ thì thứ nhất là tạo ra được cái sản phẩm hữu cơ là chất lượng cho người sử dụng. Thứ hai là thay đổi được cái tập quán và cái cách thức sản xuất của người dân, làm cho người dân quen dần với các cái phương thức sản xuất mới, an toàn bền vững cho môi trường lâu dài. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn giai đoạn 2022-2030 nhằm xây dựng Nghệ An trở thành địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả, bền vững. Đây là hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và hướng đến xuất khẩu.